Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình. So với ổ cứng HDD thì ổ SSD nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. SSD thường được dùng để chứa bộ cài Win, giúp giảm thời gian khởi chạy máy và khởi chạy ứng dụng. Nếu bạn không chắc máy tính mình sắp mua hoặc là đã mua từ lâu có ổ SSD hay không thì mời các bạn theo dõi nội dung mình chia sẻ ngay sau đây. Mình sẽ chia sẻ với các bạn là hai cách để xác định là máy tính đó đang sử dụng ổ SSD hay là ổ HDD. Cách thứ nhất đó là sử dụng công cụ có sẵn trên máy tính này. Đó là Tag Manager. Các bạn đưa trỏ chuột vào đây, vào thanh Tab 3, kích chuột phải, chọn Tag Manager. Sau đó chọn Tab Perform, tab thứ hai đấy ạ. Và mình mở rộng lên để các bạn quan sát cho dễ. Đây các bạn quan sát ở mục phía này, tại mục disk 0 này, các bạn quan sát phía bên dưới có chữ SSD. Hoặc là các bạn quan sát phần phía dưới này, mục type này, cũng có chữ SSD. Như vậy là chúng ta xác định được là ổ cứng chúng ta đang sử dụng đó là ổ cứng SSD. Ngoài ra phía bên trên này thì các bạn quan sát ở đây còn có thông tin về tên và loại ổ cứng này. Ở đây mình sử dụng ổ cứng Kingston. Rồi, tiếp theo là cách thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn cách để xác định là ổ cứng đang sử dụng là SSD hay là HDD. Các bạn sẽ gõ vào tìm kiếm. Ở đây ạ, ngay mục mình đây, mình đã tìm kiếm đây. Với dòng chữ này, các bạn kích vào. Lúc này ở đây sẽ hiển thị hết các phân vùng ổ cứng này. Và các bạn quan sát ở mục Media Type này. Nếu mà là ổ SSD ấy, thì sẽ hiện với thông tin đó là Solid State Driver này. Còn nếu mà là ổ cứng HDD thông thường ấy thì sẽ hiển thị là Hard Disk Driver. Như vậy ở đây là mình sử dụng toàn bộ là ổ cứng SSD với thông tin là Solid State Driver. Rồi, ok ạ. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn hai cách để xác định máy tính đang sử dụng là ổ cứng SSD hay là ổ HDD. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy mình chia sẻ hữu ích, hãy ấn vào nút like và bấm vào nút đăng ký để mình có thêm động lực sản xuất video mới chia sẻ cho các bạn. Xin chào.